Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kính thưa Hội Thánh, có một người nào đã từng nói cho tôi nghe rằng bạn có thể cho, nhưng mà bạn có thể là không yêu. Nhưng bạn một khi đã yêu thì chắc chắn là bạn phải là cho. Amen. Nhiều lúc chúng ta cho mà lại không yêu, nhưng một khi đã yêu rồi thì quyết định phải cho. Người ta đã yêu nhau rồi, người ta sẽ cho tất cả, cho cả cuộc đời. Ví dụ như tôi cũng yêu cô Hiền là tôi cho cả cuộc đời của tôi cho cô ấy ha. Chúng ta sẽ thấy rằng một khi mà người ta đã yêu rồi thì người ta quyết định là cho, không tiếc lại cái gì cả. Cả cuộc đời. Và sáng hôm nay nhờ ơn Chúa tôi cũng chia sẻ với quý vị một chủ đề. Yêu thì phải chăng, mà chăng thì phải yêu. Chúng ta nói ở bên cạnh đây, yêu thì phải chăng, chăng gác gác á, mà chăng thì phải yêu. Đó, ví dụ như chị Tiffany đang yêu anh ấy và đang chăng anh ấy ha. Mà khi đã chăng thì phải yêu nha. Rồi, cảm ơn Chúa. Nên xin Chúa giúp đỡ cho mọi người chúng ta. Chúng ta xem lời của Chúa được chép ở trong sách Giăng đoạn thứ 21 từ câu 15 cho đến hết đoạn. Chúng ta lắng nghe lời của Đức Chúa Trời ngay trong giờ này. Dạ, xin kính mời Thánh, chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta sẽ đọc theo thể đối đáp lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn thứ 21 từ câu số 15 cho đến hết đoạn. Xin là Thánh, chúng ta đọc theo thể đối đáp. Tôi xin phép đọc câu số 15. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phêrô rằng: Hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phêrô thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăng những chiên con ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Phêrô buồn rầu vì Ngài đã phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăng chiên ta. Ngài nói điều đó để chỉ về Phêrô sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta. Khi thấy người đó, Phêrô hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Vậy có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết. Nhưng Đức Chúa Giêsu vốn chẳng phải nói rằng người đó sẽ không chết, song nói rằng: Nếu ta muốn ngươi cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi? Đó thôi. Lại còn nhiều việc khác nữa mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế giới không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Amen. Xin cảm ơn Chúa. Rồi. Chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu chúng ta là Chúa của tình yêu. Và Kinh Thánh chép rằng ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là sự yêu thương.
Và cái tình yêu thương đó thể hiện bằng cách là Ngài đã xuống trần gian, Ngài đã chết trên thánh giá, Ngài đã hy sinh tất cả để Ngài cứu chuộc mỗi người trong chúng ta. Chúng ta đã học về câu chuyện về Chúa Giêsu phục sinh trong quyền năng. Và chúng ta biết rằng sau khi mà người ta đã nghi ngờ, người ta đã yếu đuối, người ta đã xa trật, nhưng mà khi Chúa sống lại, Chúa vẫn tạo một điều kiện tốt nhất để đưa họ trở lại tình yêu ban đầu với Ngài. Và tiếp tục họ lại yếu đuối thêm một lần nữa, họ lại kéo nhau đi đánh cá mà không chịu nhốt lại, không chịu ngồi lại nghe lời Chúa. Và họ đánh cá suốt cả một đêm mà không bắt được gì hết, và họ bị thất bại cách thê thảm. Thì Chúa Giêsu người xuất hiện, người bảo rằng: ủa các con ơi, không có gì ăn hết sao? Họ nói: không có gì hết, chứ bớt suốt cả đêm không được gì cả. Thì Chúa Giêsu kêu họ lên, và Chúa Giêsu biểu thả lưới xuống bên phải. Thì họ thả lưới xuống, họ đánh được 153 con cá lớn. Và khi Chúa Giêsu chỉ một cái thì họ được kết quả được 153 con cá. Nhưng mà chưa dừng tại đó, khi lên khỏi bờ thì Chúa Giêsu đã để cho họ một đống lửa than. Và trên đống lửa đó đã có cá nướng sẵn và có bánh nướng sẵn để cho họ ăn, vì họ đã làm suốt cả một đêm mà không được gì hết. Họ đang đói, họ đang thất vọng. Chúa Giêsu không những đáp ứng về cá cho họ, mà Ngài còn chuẩn bị một bữa ăn sáng tuyệt vời cho đời sống của họ. Hãy nhìn người bên cạnh đó là Chúa quan tâm đến cuộc sống của bạn và tôi. Chúa quan tâm đến cuộc sống của bạn và tôi. Chúa sẽ không để bạn và tôi bị đói khát bao giờ. Bạn đi ra dự một buổi truyền giảng, bạn đang đói bụng, Chúa dùng người khác để mua bánh mì cho bạn ăn. Nhớ không bạn áo vàng này à? Chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng chu cấp. Đức Chúa Trời quan tâm khi bạn đói bụng giữa nơi đó bạn không tập trung, nhưng mà Chúa đã dùng một người khác đã mua bánh mì cho bạn ăn luôn nữa. Cho nên điều tôi muốn nói rằng Đức Chúa Trời là đấng quan tâm đến bạn. Nếu bạn cầm các bộ trống để bạn đến, bạn ba mẹ bạn không đủ tiền, nhưng mà trong ý muốn của Chúa, Chúa vẫn chu cấp cho bạn. Amen. Đức Chúa Trời là đấng lo liệu trên mọi cuộc sống của chúng ta. Và sau khi mà Chúa cho ăn uống no nê, Đức Chúa Giêsu Ngài vô cùng tâm lý. Trước khi Ngài muốn dùng một điều gì, trước khi Ngài phán bảo điều gì á, thì Ngài làm điều đó trước. Có một người nào đó từng nói là đường nào cũng phải đi ngang qua đường bảo tử, đúng không? Và Chúa Giêsu đã làm gì? Cho họ ăn uống no nê. Sau khi ăn uống no nê rồi, Chúa Giêsu mới đi vào câu chuyện. Ngài nói là khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phi-e-ra rằng: hỡi Simon, con Jonah, người yêu ta hơn những người này chăng? Phi-e-ra thưa rằng: lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy chăn những chiên con ta. Chúng ta thấy cảm ơn Chúa, Ngài cho ăn uống no nê rồi, và Ngài đáp ứng mọi nhu cầu rồi. Ngươi cần cá, ta sẽ cho về cá. Ngươi đang ở dưới nước lạnh cả đêm, ta có lửa than cho ngươi sưởi. Ngươi đang bị đói bụng, ta chuẩn bị bánh cho ngươi ăn. Mà bánh ngươi ăn cảm thấy cái vị nó hơi nhạt nhiều, ta chuẩn bị cá tốt lành cho ngươi ăn luôn. Ngài chu cấp, Ngài đáp ứng một cách từng chi tiết. Sau đó Ngài vào công việc. Tôi tin chắc rằng Kinh Thánh chép rằng: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, và ta sai các ngươi đi để các ngươi đi và được kết quả. Và Chúa đã sai đội truyền giáo đã đi xuống sông Huế Bạc Liêu trở về có 10 người tin Chúa. Chúa đã sai đội truyền giáo đi vào trong bệnh viện để giúp đỡ những trẻ em nghèo khổ trong tuần qua, cũng đã có 10 người tin Chúa. Không những 10 người tin Chúa mà an ủi khích lệ biết bao nhiêu người đang bệnh hoạn và đau yếu. Vì lý do đó mình thấy được rằng á, Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài sai phái chúng ta đi là Ngài muốn chúng ta được kết quả. Amen. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, tôi truyền lệnh ngay trong giờ này, những tư tưởng nào mệt mỏi, ngã lòng, bỏ cuộc, lui ra khỏi anh chị em. Amen. Và nhân danh Giêsu Christ, người nào có tư tưởng rằng Chúa không còn yêu mình nữa, Chúa đã bỏ rơi mình rồi, ngay trong giờ này ra khỏi tâm trí anh chị em ngay. Amen. Trong giờ này hãy nói người bên cạnh: Chúa vẫn còn yêu bạn và yêu tôi. Chúa vẫn còn yêu bạn, Chúa vẫn còn yêu tôi. Chúa vẫn còn yêu mọi người trong chúng ta. Amen không hiểu? Amen không chị Simone? Chúa vẫn còn yêu mọi người trong chúng ta. Ngài nói rằng Ngài yêu người nào trong thế gian này thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Tôi hỏi ông bạn chị em, Phi-e-ra có phải là người trọn vẹn hết không? Phi-e-ra có phải là người không có tội gì không?
mà không những tội mà tội nặng nữa đó nha. Tội nặng là chối bỏ Chúa, không biết Chúa là ai. Chối tội cái tội chỗ mà Chúa nói mà cứ nghe dạ dạ, miệng mồm nhanh lắm mà hành động chứ vớ. Đúng không? Hở là bỏ, hở đi đánh cá, không những đi đánh cá mà kéo nguyên bên đi nữa chứ. Nó có nhiều cái lỗi lầm. Nhưng mà Chúa thấy lỗi lầm như vậy Chúa bỏ luôn đúng không? Chúa thấy lỗi lầm nhưng mà Chúa đã đến để Ngài đáp ứng những cái nhu cầu gì mà Phi-e-rơ đang cần, để Ngài kêu gọi Phi-e-rơ trở lại cái quỹ đạo, trở lại cái phương hướng, trở lại cái công việc, trở lại cái mục đích mà Chúa muốn trên cuộc đời Phi-e-rơ phải thực hiện. Buổi sáng hôm nay có ai đó đã từng mệt mỏi, đã từng chối bỏ Chúa, đã từng đi theo ý riêng và đã từng bị thất bại, thì ngay trong giờ này tôi cũng nói với những người đang nghe hôm nay rằng Chúa đã đối xử Phi-e-rơ thế nào thì Ngài cũng đối xử với tôi và anh chị em thầy hả? Ngài kéo chúng ta trở lại quỹ đạo, Ngài đưa chúng ta trở lại cái mục đích, và Ngài muốn chúng ta sống như Ngài muốn chúng ta cần phải sống. Sống không phải là sống chật vật, sống cho qua ngày đoạn tháng, nhưng mà sống để kết quả làm sáng danh được Chúa Trời. Và Chúa đến, Chúa hỏi Phi-e-rơ là Simon. Tại sao lúc này Chúa không gọi là Phi-e-rơ mà Chúa gọi là Simon? Ông này có mấy tên quý vị? Tên trước khi tin Chúa ông tên là gì? Simon. Simon có nghĩa là gì? Một cái sậy yếu đuối, dễ ngã, dễ lung lay, dễ bị hoàn cảnh tác động, dễ bị ngã, dễ bị sập. Nhưng mà sau khi tin Chúa, Chúa biến ông trở thành ông gì? Phi-e-rơ là một cục đá nên tôi lấy từ Do Thái vậy nè, một viên đá, không cục đá Do Thái về thiệt. Tôi lượm ở dưới tại biển hồ Galilee. Và quý vị biết viên đá đó về sự một sự chắc chắn cứng rắn, một sự vững vàng và mạnh mẽ. Nhưng mà tại chỗ này Chúa không gọi là Phi-e-rơ mà Chúa gọi là Simon. Chúa muốn nói rằng hỡi cái tên yếu đuối kia, hỡi cái tên dễ bỏ cuộc kia, hỡi cái tên mà dễ ngã lòng kia, hỡi cái tên mà hay quên lời của Chúa kia, ngươi có yêu ta chăng? Wow, đôi lúc Chúa cũng nói là hỡi Israel, nhưng mà đôi lúc Chúa cũng quay lại, Chúa quốc là cái hỡi Gia-cốp. Chúng ta thấy không? Gia-cốp là kẻ cắn gấu, Gia-cốp là kẻ lừa đảo, Gia-cốp là người lương lẹo, nhưng mà Israel là một hoàng tử. Những lúc Chúa nói là Gia-cốp là Chúa nhắc lại là con vốn là người thế này đó, nhưng mà nhờ ơn thương xót của ta con mới được như vậy đây con. Amen. Đôi lúc Chúa nói hỡi con gái yêu dấu của ta, Chúa nói hỡi con gái yêu dấu của ta, Chúa yêu chúng ta như là con gái, như là con trai của Ngài, Ngài thương lắm. Nhưng mà đôi lúc vì tính tình của chúng ta, vì cái suy nghĩ sai sai lệch của chúng ta, vì cái hành động sai lệch của chúng ta và những cái đường lối chúng ta muốn lấy ý riêng, thì Chúa đến Chúa nói lại là hỡi con người, cái tên cũ đó, tên cũ đó, đừng sống theo cách cũ nữa. Con được như ngày hôm nay là bởi tình yêu của ta dành cho con. Sở dĩ con được như ngày hôm nay không phải là con tài giỏi đâu. Nhiều lúc con cũng chối bỏ danh ta, nhiều lúc con cũng phạm tội, nhiều lúc con hứa, biết bao lần con đã hứa, hứa cho nhiều con lại quên. Nhưng mà rồi là ta vẫn yêu con, ta vẫn yêu con. Và Chúa sau khi Chúa đáp ứng rồi thì Chúa nói là hỡi Simon, con của Jonah đó kìa. Nói về ngươi là tay đánh cá, mà ngươi là tay thất bại đó, ngươi có yêu ta hơn những người này chăng? Thì ngay lập tức ông Simon ông trả lời là vâng, con yêu Chúa. Và Chúa muốn trách nhiệm, Chúa muốn trách nhiệm và Chúa muốn nói với ông Phi-e-rơ một điều là đây là những điều mà Chúa trách nhiệm về cái tình yêu, Chúa trách nhiệm về cái tiêu chuẩn của người hầu việc Chúa như thế nào, cái tiêu chuẩn để bước vào trong chức vụ, tiêu chuẩn mà Chúa sử dụng là cần phải có những điểm này. Chủ đề buổi sáng đó tôi chia sẻ cho quý vị, quý vị nhớ chủ đề gì không? Yêu là phải chăng, mà khi mà đã chăng rồi thì phải yêu. Nếu như đoàn truyền giáo của Rafa mà không yêu xuống quế có đi nổi không? Chạy suốt đêm, chạy xuống quế không những chạy bình thường, xuống gặp các bạn áo xanh hỏi thăm sức khỏe nữa, đúng không? Rồi đi mà nhiều lúc cái này sạch trơn rồi nhưng vẫn đi. Tại vì sao? Vì yêu Chúa chúng ta tiếp tục đi. Amen. Cảm ơn Chúa
Chiều hôm qua vợ chồng chúng tôi đi lên thăm được gia đình của chị Hà Bảo Yến. Và cảm ơn Chúa, mình thấy được rằng á, chỉ có tình yêu của Chúa mới trọn vẹn mà thôi anh chị em. Thì giờ chúng tôi thăm viếng, chúng tôi thấy được rằng á, nó quan trọng và an ủi, nâng đỡ và chỉ dẫn, chuẩn bị bạn ấy bước lên sơ hoa mà. Có nhiều điều bối rối lắm, nhưng mà bạn không biết cách như thế nào. Và Chúa dùng chúng tôi có thể giúp đỡ một số điều gì chúng tôi có thể kinh nghiệm được. Sau đó chúng tôi trở về nơi Vĩnh Lộc, một buổi nhóm đầy thân thương, một buổi nhóm đầy phước hạnh. Khi chúng tôi có một buổi nhóm như vậy, mình thấy rằng đúng là yêu Chúa thì phải chăn chiên của Chúa. Nhưng một khi mà đã chăn chiên của Chúa thì phải yêu những con chiên đó. Nếu không yêu không chăn nổi đâu. Trong số những người đang có mặt đây này, có những con người mà không yêu quý vị, không chăn nổi quý vị đâu. Đúng không quý vị? Chúa mà không yêu tôi và anh chị em, Chúa không chăn nổi đâu. Nhưng vì tình yêu mà Chúa bền đổ, Chúa kiên nhẫn cho đến ngày hôm nay đấy anh chị em. Chúa bền đổ. Và Chúa hỏi Phi-e-rơ là: ngươi yêu ta chăng? Chúa chắc nghiệm được cái tình yêu của Phi-e-rơ đối với Ngài. Và ngay lúc đó thì ông ta trả lời là sao? Con yêu Chúa. Chắc chắn là con yêu Chúa. Thì Chúa nói là con yêu ta bằng cách là sao? Con phải chăn những con chiên con của ta. Chúng ta hãy nói người bên cạnh: yêu Chúa thì phải chăn những con chiên con của Chúa. Yêu Chúa phải chăn những con chiên con của Chúa. Chưa nói về chăn những con chiên lớn nha, hãy chăn những con chiên con trước. Con chiên con, mỗi người tại đây có những con chiên con, đúng không chị em? Hai con chiên con là Trung Tính với lại Thiên Ý. Hai con chiên con là Toàn Thắng và Mỹ Tâm. Những con chiên con mà Chúa giao trong gia đình chúng ta, hãy chăn những con chiên đó. Chúa muốn chúng ta cần phải chăn những con chiên con đó. Anh chị em ơi, bởi vì sao? Nếu chúng ta giảng đạo cho người ta tin Chúa, có nhiều người ngày hôm nay đi giảng đạo nhiều lắm. Giảng đạo đó là đại mặc lệnh của Chúa, là tuyệt vời. Nhưng mà hỏi cuối cùng có chăn con chiên nào không? Không có chăn. Thì quý vị biết rằng chiên nhiều ngày mà không có ai chăn thì như thế nào anh chị em? Muôn số nó đến đó, nó vồ, nó cắn, nó xé và nó làm tan nát hết. Trên cảm ơn Chúa, cái tiếng gọi là mục sư. Mục sư là gì? Là người chăn bầy. Nếu gọi là mục sư thật thì cần phải có bầy để mình chăn. Đúng không anh chị em? Ví dụ như tôi đi ra mọi người, tôi nói tôi là mục sư, tôi là mục sư, nhưng hỏi tôi có con chiên nào? Không có. Có chăn con chiên nào? Không có. Như vậy mục sư chỉ trên giấy tờ, nhưng mà trên thực tế nó không phải là chính xác. Nhưng mà có một số người á, có nguyên một bầy chiên, họ chăn, họ dạy, họ đắp tên, họ làm tiệc thánh, họ giúp đám cưới, đâu hỏi đủ thứ, mà chưa được thừa nhận là mục sư. Thì theo một số người bảo là người đó không phải là mục sư, nhưng mà trong cái nhìn của Chúa, người đó là mục sư thiệt. Đúng không anh chị em? Tôi đã từng ví dụ, đúng ra thì phải là đám cưới và đủ tuổi, nhà nước công nhận, ba mẹ bên chứng kiến, rồi sinh con thì mới được gọi là người cha, đúng không? Nhưng mà cũng có những người đám cưới đàng hoàng, cha mẹ chứng kiến, rồi làm lễ làm đủ thứ hết, mà sống với nhau 20 năm không có đứa con, mà gọi là ba, gọi là ba. Nhưng mà có phải là ba không? Chỉ là chồng thôi chứ chưa gọi là ba. Nhưng mà những có những đứa, những người chưa kịp đám cưới mà bỗng nhiên thì đã có đứa bé ra, đúng không? Đã có đứa bé ra. Như vậy thì mặc dù là chưa có làm lễ như này nọ dọ kia, nhưng mà có được gọi là ba không? Được hay không đây? À, cái này là có nè. Đứa bé nó kêu ông này bạn gì? Bạn gì đây? Bà ba. Mặc dù chưa có hợp pháp một số vấn đề, nhưng mà trên thực tế ông ấy đã là ba của đứa trẻ. Có một số người đang có mặt ở đây, có thể quý vị chưa được hợp pháp một số vấn đề, nhưng mà trong cặp mắt của Chúa, quý vị là ba thuộc linh của nhiều đứa con. Nhưng mà chúng ta có nên để tiếp tục như vậy không? Sai chặt thì cần phải dạy dỗ, nhưng mà rồi sau khi huấn luyện đầy đủ, cần phải chính thức hợp tác hóa để trở thành người cha và danh chánh ngôn thuận. Danh chánh ngôn thuận. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi làm mục sư của hội thánh Salon hồi đó là cũng đã hơn chục năm, nhưng mà một số người nói Phong chưa phải là mục sư, chưa phải là mục sư. Không sao, cho đến khi mãi một thời gian sau
thì tôi mới được chính thức được gọi là mục sư. Nhưng vấn đề là không quan trọng, quan trọng là Chúa muốn chúng ta cần yêu Chúa thì phải chăn chim của Chúa. Bây giờ lần thứ hai Chúa là hỏi Phi-e-rơ là ngươi yêu ta chăng? Chúng ta để ý câu số 16 trở đi thì chúng ta sẽ thấy Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy chăn chim ta. Ngài lại phán cùng người lần thứ ba rằng: hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Simon Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán mình ba lần: ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: lạy Chúa, Chúa biết mọi việc, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy chăn chim ta. Như vậy sứ điệp của Chúa Giê-xu muốn gửi cho Phi-e-rơ, hành động Chúa Giê-xu giúp đỡ cho Phi-e-rơ và công việc Chúa Giê-xu trao cho Phi-e-rơ, tóm lại Chúa Giê-xu chỉ đòi hỏi Phi-e-rơ một điều là: người có yêu ta chăng? Mà khi mà thật sự người yêu ta thì người phải chăn chiên của ta. Như vậy chăn chiên đó là một cái mặc lệnh của Chúa. Chăn chiên đó là một sự yêu cầu của Chúa muốn dành cho những người yêu mến Ngài. Mà chăn chiên cũng là một sự phước hạnh, một chức vụ cao cả, một cái công việc mà mang tính cách còn đời đời, để Chúa trao quyền, Chúa tạo cơ hội cho tôi và anh chị em được hầu vì Chúa. Như vậy được hầu vì Chúa là một sự phước hạnh, được chăn chiên đó là một vinh dự chứ không phải là sự ép uổng bắt bớ tại nơi đây. Amen. Amen. Như vậy hầu vì Chúa, Chúa biết tại sao Chúa hỏi thứ ba lần, tại vì chăn chiên không phải đơn giản chút nào, đúng không anh chị em? Chăn chiên không đơn giản chút nào. Có người nhắn tin cho tôi, nó một sư ơi, tôi chăn có mười mấy con, bây giờ tôi đuối quá. Thôi sao đuối, nhỏ kia mới nói là gia đình nó bây giờ đổ nợ, bây giờ là tôi chăn nó thì tôi phải lo cho cả gia đình của nó. Còn đứa kia nó là cha mẹ nó mới đi uống rượu về xỉn quấn lộn, cho nên quấn đổ máu vậy, mới rút đơn ra tòa ly dị. Rồi bây giờ nó tới đây nó khóc, thế nhờ tôi đến giúp đỡ thì tôi cũng phải giúp đỡ. Rồi đứa khác gia đình không có tiền làm, bởi vì sau Covid rồi người ta đuổi việc hết trơn rồi, gia đình nó bây giờ không có tiền trả tiền nhà, người ta đuổi ra khỏi nhà, bây giờ tôi phải lo. Nếu như tôi chăn ít chút xíu mà tôi quá đuối đi, còn một sư chắc một sư đuối dữ lắm mà. Tôi cười cho nó thôi. Mỗi một người có một hoàn cảnh, mỗi một gia đình có một hoàn cảnh, và mỗi hội thánh đều có một hoàn cảnh. Nhưng mà điều quan trọng tôi muốn nói với anh chị em á, tất cả chúng ta làm được là nhờ Chúa thêm sức cho chúng ta. Amen anh chị em. Nhờ ơn của Chúa chúng ta mới chăn chiên được. Tôi muốn chia sẻ sứ điệp này là yêu thì phải chăn, yêu Chúa thì phải chăn chiên của Chúa. Mà chăn chiên của Chúa thì phải, mà đã chăn thì phải yêu những con chiên đó. Nếu tất cả mọi hành động chúng ta làm vì chúng ta yêu về chiên, chúng ta sẽ có sức và chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi sự. Đúng không anh chị em? Yêu thì chắc chắn là chúng ta phải hy sinh, yêu thì chúng ta phải quan tâm, và yêu thì chắc chắn sẽ giúp đỡ. Là Tần Nguyên nhớ hồi mà Tần Nguyên mới yêu Phương không? Ha? Nhớ không? Nhớ Tần Nguyên. Yêu rồi đảm bảo là đang ở trên Sài Gòn mà Phương có việc gì là Tần Nguyên cũng chạy về dưới quê giúp đỡ cho bạn gái mình liền. Đúng không? Một khi yêu là bằng mọi cách để quan tâm, để chia sẻ và để giúp đỡ. Nhưng một khi mà bắt đầu chăng thì phải yêu nữa anh chị em ạ. Ngày hôm nay mà Phương vẫn còn yêu Tài Nguyên được á, vẫn còn chung thủy được là tại vì sao? Vì yêu. Vẫn còn chung thủy, vẫn còn vui vẻ, và tại vì yêu thương nhau thì người ta gạt qua tất cả những điều gì lẫn cận xung quanh, và họ cùng yêu, không phải chỉ nhìn nhau mà yêu, họ cùng nhìn về hướng mai sau. Vì con cái, vì gia đình, vì hạnh phúc, họ sẵn sàng hy sinh tất cả, đêm khuya gà gãi và những gì mà cứ người kia còn thì uống nước hoặc là nhức đầu, sổ mũi hay là con cái thế này kia, họ sẵn sàng họ làm tất cả. Vì sao? Vì họ yêu thương lẫn nhau. Những người yêu Chúa thật sự thì chúng ta đừng có ngại. Tại sao mà trời khí hậu nóng lực mà anh chị em vẫn đến đây thờ một Chúa, anh chị em vẫn vượt qua tất cả?
tại vì chúng ta yêu Chúa. Chúng ta hãy nói người bên cạnh, tình yêu của bạn có hành động, chắc chắn Chúa sẽ có phần thưởng cho bạn. Amen. Tình yêu của bạn bằng hành động, chắc chắn sẽ có phần thưởng cho bạn. Chắc chắn sẽ có phần thưởng cho những kẻ nào yêu Chúa thật và hành động theo lời của Chúa. Amen. Có những người tin chắc rằng khi chúng ta hành động trong tình yêu thương, chúng ta sẽ có phần thưởng. Có những người tin điều đó. Hãy lắc vai người bên cạnh nó, tiếp tục yêu Chúa, tiếp tục yêu Chúa. Hãy tiếp tục yêu Chúa. Hãy tiếp tục yêu Chúa. À, tôi đọc cho quý vị nghe lời của Chúa được chép ở trong Phi R thứ nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu số 4. Tôi đọc bản của 2010 quý vị nghe. Phi R thứ nhất đoạn 5 từ câu 1. Tôi gửi lời khuyên nhủ đến các trưởng lão trong anh em, vì tôi đây cũng là trưởng lão và nhân chứng về sự thương khó của Đấng Christ, và cũng là người sẽ dự phần trong sự vinh quang sắp được bày tỏ. Và ông nói như vậy: hãy chân bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Hãy chân bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Không phải vì ép buộc nhưng do lòng tự nguyện. Không phải vì lợi lộc thấp hèn bèn là cả thiện tâm. Không chỉ dùng là uy quyền cai trị những người được giao cho mình, nhưng là tất cả làm gương cho cả bầy. Hỡi những người đang có mặt ở đây, hãy chân bày của Đức Chúa Trời. Hãy chân bày của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ kêu gọi những người khác. Tại vì sao? Phi-e-rơ nhận mặt lệnh này từ nơi ấy, nơi Chúa Giê-xu. Và sau khi ông làm được rồi thì ông như thế nào? Ông cũng khuyên, dạy dỗ, kêu gọi những người khác cũng chân giống như ông vậy. Ông kêu gọi, ông nói rất là gì nè: hãy chân bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Không phải vì ép buộc nhưng mà do tấm lòng tự nguyện. Amen. Chúng ta nhìn người bên cạnh, bạn đi nhóm do ép buộc hay là do tự nguyện vậy? Và đi nhóm do ép buộc hay là tự nguyện vậy? Bạn đi truyền giáo do ép buộc hay là do lòng tự nguyện vậy? Bạn dân yến, bạn dân hiến do lòng ép, do lòng tự nguyện hay là ép buộc vậy? Bất cứ việc gì chúng ta làm với lòng tự nguyện sẽ có phần thưởng. Bất cứ việc gì chúng ta làm với sự ép buộc, lầm bầm rồi lao nhào rồi lấm nhẩm rồi lầm bầm á là mất phước. Thậm chí là vừa rửa chén mà vừa làm trong sự tự nguyện, vừa rửa chén mà vừa ca ngợi, vừa rửa chén mà vừa cảm ơn Chúa, vẫn có phần thưởng trong sự rửa chén. Anh chị em tin không? Còn vừa rửa chén mà vừa lầm bầm, vừa rửa chén mà vừa quạo, vừa rửa chén mà vừa dần mâm sáng chén gì đó, mất phước. Mất phước. Đi nhóm mà bị ép buộc mất phước. Dân hiến mà bị ép buộc là mất phước. Đúng không anh chị em? À, đánh đờn mà bị ép buộc là mất phước. Nhưng mà tất cả làm bằng cách tình nguyện sẽ có phước. Nhìn người bên cạnh nó, nhớ nha. Nhớ nha. Vợ chồng yêu thương nhau cũng tình nguyện mới được phước. Đúng không anh chị em? Vợ chồng yêu nhau mà sự ép buộc mất phước. À, nên ông Phi-e-rơ có kêu gọi là hãy chân bày của Đức Chúa Trời. Hãy chân bày của Đức Chúa Trời để giao phó cho anh em. Không phải ép buộc nhưng do lòng tự nguyện. Không phải vì lợi thấp hèn bèn là cả thiện tâm. Không phải dùng uy quyền để cai trị mà giao cho mình, nhưng mà làm gương tốt cho cả bầy. Rồi sau đó ông nói câu số 4 nè: rồi khi đấng chăn chiên tối cao xuất hiện, anh em sẽ nhận lãnh mão triều thiên, vinh quang không phai tàn. Bao nhiêu người trong chúng ta muốn nhận lãnh cái mão triều thiên, vinh quang không phai tàn? Tôi thấy mấy hoa hậu á, muốn đi thi hoa hậu cũng dữ lắm. Phải tập rồi, phải kiêng ăn rồi, ngủ đúng giờ, rồi đủ thứ hết. Rồi tập đi, tập đứng, tập đối xử, tập đủ thứ để kiếm được cái mẫu miệng. Nhưng mà mẫu miệng đó thì đậu được vinh quang thì khen tặng trong thời gian chốc lát, sau đó năm sau người khác lên mất tiền. Cái mẫu nó từ từ nó quên theo thời gian năm tháng. Nhưng mà chúng ta là những con người đi với Chúa, chúng ta kiên cử xác thịt, chúng ta kiên cử tất cả tội lỗi để chúng ta được cái mão triều thiên. Kinh Thánh là mão triều thiên này không phai tàn. Không phai tàn có nghĩa là không hư nát. Không hư tàn có nghĩa là mão triều thiên này còn đời này mà còn đến đời sau nữa. Như vậy tập tành về thân thể thì ích lợi thì không được bao lâu,
Nhưng mà tập tành trong sự tinh kính, trong sự yêu mến Chúa, trong sự hầu vì Ngài thì còn đến đời đời. Hỡi tất cả những người đã có mặt ở đây, hãy chăng chiên cho Đức Chúa Trời. Cho nên tôi khích lệ ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này chăng chiên Chúa bằng cách như thế nào? Hãy đưa 30 tháng 4 ở 1 tháng 5, hãy đưa bài chiên của Chúa đến đây để học Kinh Thánh. Đưa con em mình đến học Kinh Thánh. Nếu trong những ngày lễ mà chúng ta không đưa con em mình đến đây học Kinh Thánh, không cho nó coi những vở múa, không coi vở kịch, không được vui chơi các bạn, thì nó cứ ngồi nó bấm điện thoại. Mà theo thông lệ là những trẻ nào bấm điện thoại càng nhiều thì nó càng ảnh hưởng không tốt cho đời sống của đứa trẻ đó. Nhiều đứa trẻ cặp mắt nó đỏ ngầu lên, quý vị biết làm sao không? Do nó bấm điện thoại quá. Bữa kia thì có một người kia nó cầu nguyện, một số người cầu nguyện cho, hỏi cầu nguyện sao? Con cháu nội tôi bây giờ nó chớp mắt vậy. Hỏi sao chớp vậy? Cuối cùng định đưa bệnh viện này nọ cho kia, phát hiện là gì? Tại vì nó coi tivi, nó thấy người ta chớp mắt, nó bút chớp chớp thấy không? Nó chớp biết không? Hôm qua đến thăm hỏi còn chớp, hết chớp rồi. Hỏi sao vậy? Hết cho coi tivi hết chớp. Cho nên anh định cười hết mắt luôn vậy. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cho nên mình thấy rằng những đứa trẻ mình cho nó tiếp xúc với điện tử nhiều quá hại nó. Tôi và chồng tôi quyết định là tối 10 giờ là tắt tivi hết. Điện thoại của con tôi nộp cho mẹ, nộp cho mẹ và phải tắt, không được coi ban đêm. 10 giờ trở đi mà còn coi như vậy là không tốt, ảnh hưởng về mắt, ảnh hưởng sức khỏe và này nọ giờ kia. Cho nên cảm ơn Chúa, tôi muốn khích lệ quý vị là hãy đưa con em mình đến chỗ tin kính Chúa. Hãy chăng chiên con chiên bằng cách là chúng ta chịu cực, chịu khó, nhưng mà vì chúng ta làm điều đó, chúng ta là người được phước. Amen. Tôi đọc cho quý vị nghe xem ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 20, câu số 28. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bài mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ qua sóc, để chăng hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài. Anh em trước tiên, việc đầu tiên là làm gì? Hãy giữ lấy chính mình. Hãy bảo vệ đến chính mình. Hãy trang bị, hãy nhờ ơn Chúa mà kiên cử cho chính mình. Sau đó anh em sẽ chăng bày của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh đã lập anh em. Ai lập? Công vụ cái sứ đồ đoạn 20 câu 28. Ai đã lập? Đức Thánh Linh đã lập. Lập ai? Lập anh em và tôi. Làm gì? Làm kẻ coi sóc hội thánh của Chúa. Như vậy việc chăng chiên đây không phải là tự nguyện chúng ta làm, không phải là chúng ta muốn làm thì làm, nhưng bèn là Chúa chọn và Chúa tuyển và Chúa lập tôi và anh chị em đây. Như vậy một lần nữa tôi muốn hỏi anh chị em nào, hầu vì Chúa là một sự bắt buộc hay là hầu vì Chúa là một sự vinh dự? Bao nhiêu người vinh dự giơ tay nào? Bao nhiêu người cảm thấy là mình được Chúa tin tưởng, Chúa giao việc? Phước hạnh không anh chị em? Phước hạnh lắm. Có một số người từng nói với tôi vậy, tại sao cứ lâu lâu có đến là Thánh Salon nhóm lần, năm họ đi có lần hay lần mà đến cái tự nhiên là cái tuần họ đến là ngay có tuần kêu gọi dân hiến. Chàng ơi, hết xin họ Thánh Salon lâu lâu có kêu gọi dân hiến một lần, dân hiến dân sinh là phục sinh là vậy, mà cuối cùng cái tuần họ đi là trúng ngay có tuần dân hiến. Cái họ nói là cái người đó nó có phước đó. Nếu quý vị có tư tưởng có phước, nó là có phước. Nhưng mà cái người kia không nghĩ vậy, nó đến hội thánh này là kêu gọi dân hiến, cuối cùng để tiền. Để tiền gì? Ở nhà tôi quấn số đề sướng hơn, ở nhà tôi nhậu sướng hơn, ở nhà tôi này là kia. Tôi, anh chị em ơi, chúng ta nhậu nó có thể vui trong cuộc vui đó, nhưng mà cái hậu nó không tốt đâu, đúng không chị em? Hư gan, hư nếp, hư bột, hư đường, rồi ảnh hưởng đến gia đình nữa. Rồi quý vị biết là quấn số đề tưởng là trúng, ăn đồng tiền đó, những đồng tiền mà ăn trong số đề không bao giờ tồn tại, cờ bạc không bao giờ tồn tại. Và tôi nói anh chị em ra, ông bà chúng ta vẫn thường ở một câu là cái gì chúng ta ăn á là nó hết, mà cái gì chúng ta cho á thì nó còn. Những gì chúng ta xài trong tội lỗi thì nó hết, không những hết mà còn thiếu nợ ở dưới nữa kìa. Còn những gì mà chúng ta phục vụ cho Chúa tưởng chừng là mất mà lại còn. Chúng ta nhớ cậu bé kia dâng năm cái bánh và hai con cá cho Chúa Giêsu không? Tưởng chừng là mất đúng không? Nhưng mà là nó còn, không những còn mà là dư.
người đàn bà đã dâng cho Eli một chút bánh, chút dầu, thấy như thế nào? Trước mắt là mất, là hết, là thiệt rồi. Nhưng mà sau đó thì sao? Bột thì không hết ở trong bình, ở trong vò, mà dầu thì không hết trong bình, cứ ăn cho đến xong cơn đổ kém. Cho nên mình thấy rằng phục vụ Chúa không bao giờ bị lỗ. Amen. Chúng ta nói người bên cạnh, phục vụ Chúa không bao giờ bị lỗ. Phục vụ Chúa không bao giờ bị lỗ, đời này và đời sau nữa anh chị em. Chúng ta có tin vào điều đó không? Ví dụ như thì giờ sáng hôm nay quý vị ngồi ở nhà quý vị đánh bài, quý vị ngồi ở nhà quý vị uống cà phê, hay là quý vị ngồi ở nhà chuyện bà tám chữ lộn gì đó, hay là cái đó, tôi nói anh chị em, những thì giờ đó là thì giờ nguy hiểm. Mà thì giờ anh chị em đầu tư cho Chúa đó là đầu tư thì giờ khổ. Cái chuyện này tôi nói vui thôi, anh em đừng có nghĩ sâu lắm. Một ngày kia thì mùa dịch, một số người bối rối và lo lắng và khủng hoảng. Có người kia thì tôi mới nghe kể là mở, ổng chưa bị Covid mà ổng mở coi mấy cái clip người ta chết nhiều quá đó. Đang coi coi clip đó, ổng coi tối ngày đúng không? Cái ngày hôm kia ổng coi tới 12 giờ trưa ổng ngã ngang, chết tiệt. Mà ổng chưa bị Covid nha. Đó là sự thật. Khủng hoảng quá, sợ hãi quá, chết. Cho nên lúc bây giờ vợ chồng tôi mới thi nhau để mà giảng liên tục tại nơi đây. Bé Tâm thì đến đời, còn Thắng Hương dẫn bé Hằng chứa bài hát Mỹ Hiền đọc Kinh Thánh tôi giảng, cứ thế mà làm hoài vậy đó. Làm hoài như vậy thì bắt đầu lần đầu chỉ có vài chục người coi, mà sau đó lên tới trăm mấy chục người coi, có tính đến ngàn người coi. Đang coi như vậy có một người khác xuất hiện. Xuất hiện họ cũng live stream. Mà mỗi lần họ live stream là quý vị biết bao nhiêu không? Cả hàng triệu người coi. Cả hàng triệu người coi. Mà cái người kia không nói Kinh Thánh mà nói những lời gọi là lôi chuyện người này, lôi chuyện người kia, cuối cùng kéo hết mớ tín đồ của tôi. Cái từ chỗ mấy trăm người của tôi còn xuống còn mấy chục à. Nó không là giảng Kinh Thánh rồi dở quá. Bất bà kia nói với hay hơn, bà kể những chuyện hay hơn, cuối cùng lôi hết một số người. Còn một số người họ có trung tính, họ nghe của bên tôi, mà bên tôi thì nghe miễn phí, mà cái gì miễn phí người ta nghi ngờ, còn bên kia nghe có phải hấp dẫn không? Thì cuối cùng một số người nghe thêm người đó, cuối cùng vô tụ cho người ta. Còn những người mà vẫn tiếp tục kinh trung tín nghe Kinh Thánh, họ được phước cho đến ngày hôm nay. Chúng ta nhìn người bên cạnh, chúc mừng bạn trung tín ra trong nhà Chúa. Amen. Chúc mừng bạn trung tín trong nhà Chúa. Chúc mừng bạn trung tín. Hãy cẩn thận điều các người nghe. Amen. Cẩn thận điều các người nghe. Cho nên Phi-e-rơ, Chúa mới chắc gì mà Chúa nói như vậy. Chúng ta đọc tiếp ở trong câu 29 của đoạn công vụ. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em. Chú kêu gọi người chăn chiên mà chẳng thiết bày đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói những lời hung ác dấy lên, ráng sức mà dỗ dành theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm hằng đêm và ngày tôi hằng chảy nước mắt mà rao mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Ông Phaolô mới cứ kêu gọi. Hồi nãy thì ông Phi-e-rơ ông kêu gọi hãy chăn bày của Chúa. Còn ông Phaolô cũng kêu gọi chăn bày của Chúa. Chúa Giêsu cũng kêu gọi chăn bày của Chúa. Như vậy chúng ta thấy rằng việc chăn bày của Chúa, chăm sóc hội thánh của Chúa là trong ý muốn của Chúa. Một con người được phước là một con người được chăn chiên bày chiên của Chúa. Một con người muốn chăn chiên bày chiên của Chúa là con người được phước nữa. Anh chị em ơi, đó là Phaolô, đó là Phi-e-rơ. Còn Chúa Giêsu này nói điều gì? Ở trong sách Giăng đoạn thứ 10, từ câu 10 trở đi. Giăng đoạn 10 câu 10 trở đi. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Chúa Giêsu ngài chăn chiên, ngài muốn cho bầy chiên của ngài được dư dật. Kẻ trộm là những kẻ đến để làm cho chúng ta bệnh hoạn, làm cho chúng ta bị thất nghiệp, làm cho chúng ta bị lo sợ, làm cho chúng ta bị cay đắng, làm cho chúng ta bị nghi ngờ, làm cho chúng ta âu sầu, buồn thảm, làm cho chúng ta mất sức khỏe, mất hạnh phúc. Kẻ trộm là kẻ cướp đi sức khỏe, cướp đi niềm vui, cướp đi sự bình an, cướp đi sự sức giàu, cướp đi chức vụ, làm cho chúng ta bị chết chóc. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đến, chúng ta còn đưa tay ra, Chúa Giêsu đã đến với cuộc đời con. Chúa Giêsu đã đến với cuộc đời con. Chúng ta nói mạnh lên, Chúa Giêsu đã đến với cuộc đời con. Con sẽ có sự sống. Và sự sống dư dật. Sự sống sung mãn. Sự sống khỏe mạnh. Sự sống bình an.
việc lành. Chúng ta đón người bên cạnh, Chúa muốn bằng dư dật để làm các thứ việc lành. Chúa muốn bằng dư dật để làm các thứ việc lành. Không những là Chúa muốn chúng ta dư về tài chánh để làm các thứ việc lành, nhưng mà Chúa muốn chúng ta dư sức khỏe để làm việc lành. Anh chị, sức khỏe quan trọng không? Chúa còn muốn chúng ta dư dật về sự bình an nữa. Có sự bình an trong lòng mới đi chia sẻ sự bình an cho người khác nữa. Chúa còn muốn bạn dư dật cái sự vui mừng nữa. Mặt của bạn lúc nào cũng vậy, buồn vậy, bạn nói vui, tin Chúa vui đó, được không? Nhìn nó quải vào đầu. Thật sự có nhiều người á là họ nói về Chúa mà Chúa đâu đâu á, còn đời sống họ tôi thấy vui quyền như vậy, vui sao nó buồn lắm, thê thảm lắm. Anh chị em ơi, Chúa đến muốn cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật, sự sống ý nghĩa, sự sống sung mãn. Amen. Chưa hết tại đó, và Chúa nói trong câu 11 rằng ta là người chăn hiền lành. Trước khi Chúa nói phía ra là người chăn hiền lành thì chính Ngài là người chăn hiền lành. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình mà phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê thì chẳng phải là người chăn, vì chiên không phải thuộc về nó. Nếu muôn số đến thì nó bỏ chiên mà chạy trốn, muôn số sẽ cướp lấy chiên và làm cho tán lạc. Chúng ta thấy người chăn thuê nguy hiểm không chị em? Nguy hiểm vô cùng. Gặp nạn, gặp khổ là bỏ cho nó chết dọc đường, nguy hiểm vô cùng. Nhưng người chăn chiên thật là sẽ giúp đỡ. Câu tiếp tục. Ấy vì nó mà kẻ chăn thuê chẳng phải lo lắng đến chiên đâu. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Amen. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Amen. Một ngày kia thì con bé Thiên Ân á, con của chị Tuyết có chút xíu vậy nè, nó đi học mẫu giáo rồi phải. Cái lúc đó cái nạn mà bắt cóc trẻ em này nọ giờ kia đó, cái chị Tuyết nói với phía Thiên Ân á, con mai mốt mà người lạ mà ai mà vô nó chở con về, bảo rủ con đi cũng đừng đi nha. Bà chút xíu bà nói chưa rõ nè, con á, con chỉ đi theo mẹ với anh em Salom thôi. Anh em Salom chở thì con có đi đâu, người khác chở không đi đâu. Anh em Salom là hội thánh Salom á, bà chút xíu vậy đó. Chiên ta nghe tiếng ta, ta nghe nó và nó theo ta. Những người nào trong hội thánh Salom chở nó về thì nó mới về. Tại vì chị Tuyết mất công việc, bận việc làm hả? Lúc đó chị Tuyết làm tiết ở bên tên lửa lọc. Cho nên tài sản, cho nên cực lắm. Nên Chúa muốn nói cho chúng ta biết rằng con chiên nhỏ vậy còn nghe tiếng của người chăn và nó đi theo người chăn. Hỡi những người đang có mặt ở đây, Chúa muốn mọi người trong chúng ta cũng nghe theo tiếng của người chăn. Amen. Người lạ đến dụ dỗ chúng ta hãy nói lời nô với họ. Amen. Chứ không phải ai xúi đi đâu cũng đi, ai xử làm cái gì cũng làm, xong xuôi sạch sẽ. Có người kia tội lắm, đang làm ăn vui vẻ, đang phước hạnh, rồi đang nhóm có hội thánh thiệt là tốt vậy. Có người kia nói chàng ơi, thời buổi này mình đi làm kiểu truyền thống này biết bao giờ mới mua nhà, làm truyền thống kiểu này biết bao giờ mới khá lên, mua xe hơi chục ngàn ngon ha. Rồi đi theo chúng tôi đi làm khỏe lắm, chúng ta làm có cấp nè, rồi nếu mà chúng ta làm theo thì những người đi theo nó có cấp khác nữa nè. Đôi lúc chúng ta ngồi không vậy, người khác làm chúng ta cũng hưởng, chèo nghe ngon dễ sợ luôn. Vô cái này làm đa cấp mà, đa cấp mà là vậy đó, cứ ngồi không cũng hưởng nữa. Rồi cái rồi cái nói sao cái bây giờ mua sản phẩm nặng, mua sản phẩm nặng. Ví dụ như là cái chai dầu này là trị giá là 10 ngon, mà không biết nói sao sao dù bón được 100 ngòn để mình kiếm được tính 90 ngòn. Thế rồi là quý vị biết riết hồi là kem đánh răng trong thời buổi đó là bao nhiêu, có BF nó 5.000 cây, còn Colgate thì nó là 7.000, còn người đó quốc cây kem đánh răng 80.000. Anh chị em nghĩ như thế nào? Cái gì đó, chai nước rửa chén mình mua có 15.000, còn cái chai nước rửa chén thì 100.000 nữa. Wow, có đủ thứ hết. Cái rồi anh chị em biết sao? Cứ theo cái rồi đầu tư mà. Đầu tư, trẻ ở trồng rau thì tuần lễ hay tuần lễ sau thì lạc. Nhưng mà rau nhỏ trồng cây cổ thụ, chờ lâu có trái chứ. Nghe cứ như là dữ dội lắm. Mà cuối cùng anh chị em biết sao? Tiền thì mất,
uy tín thì cũng không, mà gia đình thì rắc rối, nó nhiều vấn đề lắm. Cho nên anh chị em ơi, nghe những người lạ dụ dỗ, vui lòng dừng lại, hỏi người chăng, làm theo người chăng, để chúng ta khỏi bị mắc mát. Amen. Những người đi theo Chúa cũng vậy. Tôi muốn nói với anh chị em rằng, không ai yêu chúng ta bằng Chúa yêu chúng ta. Amen. Không có ai chết vì tội lỗi chúng ta ngoài Chúa Giêsu. Cho nên có một người nào đến dụ dỗ, xúi dục quý vị đi theo họ để làm gì? Quý vị hãy trả lời không với họ, vì nó là tôi thuộc về lương nhân tôi và lương nhân tôi thuộc về tôi. Amen. Hãy thuộc về Chúa và Chúa thuộc về mỗi người trong chúng ta. Amen. Chúng ta ở trong Chúa. Bởi vì sao? Kinh Thánh nói tiếp là gì? Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên mà phó sự sống mình, ta còn có các chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó đã nghe tiếng ta rồi, chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi anh chị em. Amen. Sau đó Phi-e-rơ đã nghe lời Chúa và Phi-e-rơ đã làm theo lời Chúa. Thì bây giờ đang nói vấn đề chăn chiên giúp đỡ tốt lành như vậy, Phi-e-rơ quay qua hỏi Chúa Giêsu: Chúa, còn thằng này thì sao? Sướng không chị em? Phi-e-rơ chỉ ông dân á: Chúa Giêsu, còn thằng dân này sao? Cái Chúa Giêsu nói: đúng là nhiều chuyện, ta biểu ngươi làm chuyện này chuyện nọ mà chưa làm chưa xong mà quá khoái chuyện người khác rồi. Tôi cầu nguyện cho tôi và anh chị em, ai nghe lời của Chúa buổi sáng nay, Chúa muốn chúng ta làm việc gì thì chúng ta cứ nghe lời Chúa làm y chang vậy. Còn người khác là họ có trách nhiệm trước mặt Chúa. Amen. Và Chúa có trách nhiệm với đời sống của họ. Amen. Chúng ta đừng có nhà mình chưa xong mà lo chuyện nhà người khác, chuyện mình chưa xong mà lo chuyện người khác. Chúa giúp đỡ cho mọi người chúng ta biết rằng, thì bây giờ thì ông dân ông mới trả lời á, thì Chúa Giêsu nói như thế này nè: nếu mà ta muốn người này sống cho đến ngày ta trở lại thì không can hệ gì đến ngươi. Còn ngươi á, hồi nhỏ ngươi muốn đi đâu thì đi, ngươi muốn chơi là muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn ăn cái gì ăn, mẹ đút sữa rồi giúp đỡ. Nhưng mà khi ngươi lớn rồi á, người ta sẽ dẫn ngươi đến cái chỗ mà ngươi không muốn đi. Hỡ những người đang có mặt tại đây, đến một thời điểm anh chị em không phải làm theo điều anh chị em mong muốn. Có những sự việc mà anh chị em không muốn mà Chúa muốn anh chị em và tôi phải làm, chúng ta vẫn hạ mình xuống nói lại: Chúa, có con đây, xin Ngài hãy sai con đi. Amen. Ai cũng muốn việc nhẹ nhàng, ai cũng muốn khỏe mạnh, ai cũng muốn bình an. Nhưng mà Chúa muốn đi qua Campuchia, chúng ta cũng phải đi. Chúa muốn đi vào cái bệnh viện tiếp xúc với những người bệnh hoạn, chúng ta phải vâng lời. Chúa muốn vào sông Huế, đi ra sông Rụng Muối để tiếp xúc, để nghe người ta la, cũng phải đi nữa. Đâu phải đi đến chỗ nào người ta cũng chào đón, đâu phải đến chỗ nào người ta cũng nghe không đâu. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta làm những việc mà chúng ta không muốn, mà chúng ta cũng phải nhờ ơn Chúa. Nhiều người vào hội thánh muốn chỉ tay năm ngón, nhiều người vào hội thánh muốn làm những việc mình muốn làm, nhưng mà đôi lúc Chúa không muốn mình làm việc đó, nhưng mà Chúa muốn mình làm việc khác. Liệu chúng ta có vâng lời Chúa hay là không? Amen. Nhưng phước thay cho những người nào biết vâng lời. Amen. Ai cũng muốn ngồi một chỗ, muốn người ta phục vụ mình, đem đồ ăn tới đây, à, ngon, đem nước cho tôi uống nữa. Nhưng mà đôi lúc trưởng thành rồi, Chúa muốn chúng ta không có ngồi tại một bàn, nhưng mà đứng lên để đi phục vụ người khác. Amen. Ăn chưa xong mình phải là người đi rửa, đi dọn dẹp để phục vụ người khác. Người trưởng thành thật sự là người không làm theo ý của mình mà làm theo ý chủ sai khiến. Amen. Người trưởng thành trong Chúa thật sự là người không phải ngồi đó hưởng thụ mà người biết tận hiến để quan tâm giúp đỡ công việc. Amen. Yêu Chúa thì phải chăn chiên của Chúa. Mà khi chăn chiên của Chúa thì phải yêu những con chiên đó mới chăn. Hỡi tất cả anh chị em, và ông dân ông muốn nói là nếu tất cả cái công việc mà ông của ông Phi-e-rơ á làm đây á, thì sau đó là Chúa muốn nói ông Phi-e-rơ là ông sẽ chết cách nào để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Quý vị biết sao đó ông Phi-e-rơ chết bằng cách nào không? Ông đi giảng đạo, ông giúp đỡ, ông làm nhiều việc. Sau người ta quyết định đóng đinh ông. Đóng đinh ông giống như Chúa Giêsu. Đóng đinh ông Phi-e-rơ. Nhưng mà ông xin một ân huệ. Ông xin một điều. Đây là trong sách Sử Ký và những người khác ghi lại chứ không có trong Kinh Thánh. Nhưng mà câu chuyện này là có thật. Và ông xin một ân huệ là đừng đóng đinh tôi giống như Chúa tôi đã bị đóng, nhưng hãy đóng đinh ngược. Và Phi-e-rơ đã bị đóng đinh ngược.
cái thập tự giá ngược, và ông bị đóng chân ở trên, đóng tay ở dưới, và ông đã bị chết một cách thê thảm. Điều này muốn nói với tất cả anh chị em và tôi, đi theo Chúa không phải là chúng ta muốn cái gì cũng được, không phải là chúng ta muốn mọi chuyện nó êm xuôi tốt đẹp theo ý của chúng ta, nhưng mà xin ý muốn của Chúa được thành trên tôi và anh chị em. Ngày hôm nay không ai đóng đinh cho chúng ta đâu, nhưng mà ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta cần phải đóng đinh ngược cái bản tính của mình lại. Những cái gì mà chúng ta xuôi hướng trong tội lỗi, có vợ rồi mà còn muốn chọc gái là Chúa đóng đinh ngược nó lại liền. Thật sự vậy. Có chồng rồi mà còn ghẹo chồng người khác là đóng đinh ngược nó lại liền. Thật sự là như vậy. Chúa muốn đóng đinh ngược lại. Có rồi mà muốn thâu vô à, đóng đinh ngược lại, chúng con phải dâng chứ con phải là nhận nữa đâu. Tất cả cái gì mà chúng ta muốn theo ý của chúng ta phải là ăn sang mặc xuống, ăn trên ngồi trước, ăn ngồi trong mát, ăn bắt vàng. Chúa muốn đóng đinh ngược lại tất cả gì đó. Chúa muốn mọi người chúng ta là những con người trưởng thành, là người hy sinh, là người tận hiến, là người giúp đỡ, là người làm sáng danh được Chúa Trời. Hỡi những con người đang có mặt ở đây, Chúa muốn chúng ta là những con người trưởng thành chứ không phải là người em bé bi nữa. Chúa muốn chúng ta yêu Chúa thì phải chăn chiên của Chúa, mà chăn chiên của Chúa thì phải yêu những con chiên của Ngài. Chỉ yêu thì chúng ta mới làm trọn được những điều đó. Nguyện xin Chúa ngày ban phước cho mọi người chúng ta làm theo ý muốn của Ngài. Chúng ta còn đứng lên và chúng ta cầu nguyện nói: Chúa ơi, Chúa giúp đỡ cho con yêu Chúa thật sự và chăn những con chiên của Chúa và làm theo ý muốn của Chúa ngay trong giờ này. Chúng ta hướng về Ngài, chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này. Giăng nói rằng nếu tất cả những công việc mà Chúa Giêsu làm mà ghi chép là tất cả thì thiết nghĩ là không có sách nào trên trần gian này có thể ghi chép nổi đâu. Không thể nào lấy và cắt cả cây trên đường làm bút, hoặc lấy nước biển làm mực, ghi cũng không hết được những công việc Đức Chúa Trời làm từ sáng thế ký cho đến bây giờ. Nhưng mà tất cả chúng ta chỉ là những người tin và những hành động những gì Chúa Giêsu đã phán dạy chúng ta cần phải làm. Nguyện xin Đức Chúa Trời ngày ban ơn chúa phối chúng ta ngay trong giờ này. Oh hallelujah, trong danh Giêsu, hallelujah. Oh hallelujah, trong danh lòng yêu Chúa biết bao, yêu Chúa biết bao, mọi điều trong tâm con nguyện yêu Chúa thôi. Chúa ơi, quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.